Đến đây Việt xin chào các bác. Nay bên em xin giới thiệu đến các bác mẫu cắt sắt 355 của thương hiệu Yamasu. Đây là một trong những mẫu mới về của hãng trong năm nay, năm 2024. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về sản phẩm cũng như là test máy, cân nặng xem nó hoạt động ra sao các bác nhé. Và đây thì máy nó sẽ đi kèm một cái sẵn một cái lưỡi này, một cặp chổi than cũng như là một cái khóa để chúng ta tháo lưỡi được chưa? Cân luôn xem con này nó nặng bao nhiêu kg các bác nhé. Khá nặng đấy. Em ơi, soi trực tiếp vào đây cho các bác nhìn thấy nó là 13,5 kg, được chưa? Đó, không hề nhẹ các bác nhé. Con này thì các bác có thể mang đi công trình để nhà xưởng làm cũng rất là ok. Phần đế của nó này khá là dày dặn luôn. Đó, phần đế cực kỳ là dày dặn luôn nhé. Thương hiệu Yamasu thì các bác không còn xa lạ gì bởi các cái mẫu máy, máy khoan, máy đục, máy cầm tay, chất lượng và tên tuổi của hãng đã chứng minh. Đó, chất lượng đã làm nên tên tuổi của hãng rồi, nên mọi người cứ yên tâm. Mỗi thời kỳ thì hãng nó sẽ có những sự thay đổi, cải tiến để chất lượng sản phẩm sẽ được tốt hơn. Và con này thì chúng ta cũng có thể là cắt được 45 độ nhé. Đó, chúng ta sẽ có cái phòng cắt 45 độ ở phía bên trong đây, được chưa? Rồi, bây chúng ta xem qua một chút nào về công suất đi, thông số kỹ thuật của sản phẩm đi, model của con này luôn nhé các bác. IMS355-1 này, đây là cái model của nó nhé. Công suất của nó là 2400W, sử dụng lưỡi 355, vòng xoay tối đa nó sẽ là 3800 vòng trên phút, sử dụng điện 220 là điện thông dụng chúng ta hay dùng, được chưa? Đó, thương hiệu Yamasu thì cũng rất là tốt rồi, được chưa các bác? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau là test máy thôi, để xem nó cắt nó có bị nghiêng hay là bị lệch ở đâu không, xem nó có bị rung lắc hay như thế nào không thì chúng ta xem luôn. Đây, em sẽ mở cho các bác xem cái phía sau của nó đây. Phía bên sau này thì em sẽ tháo luôn cho mình xem nhé. Chéo tay tí, hơi chéo tay. Nhiều bác hỏi vào giá thế này thì là dây đồng hay là dây nhôm thì cứ mở ra cho nó xem nó là dây gì. Đây, em phải xoay vào đây cho các bác nhìn này, phía bên trong này thì chúng ta có thể thấy đây, Zosa, dây đồng rất là to luôn, đổ keo cực kỳ là chắc chắn luôn. Thực tế một điều thì ở hàng hãng nó không bao giờ làm linh tinh vớ vẩn, nên các bác yên tâm. Nhưng em cứ mở ra để cho các bác xem, mà kể cả đến nơi em ship đến nơi thì các bác cũng mở ra, bảo thằng ship dừng lại, mày mở ra cho tao nhìn cái xem nó là dây đồng hay dây đồng. Đấy, các bác có thể thấy nhá, Zo đổ keo cuốn chỉ rất chắc chắn, xa dây đồng cực kỳ lớn luôn, được chưa? Rồi, không cần nói nhiều, báo giá luôn con này đã trước khi chúng ta test máy. Và hiện tại thì bên em đang bán cái con máy cắt sắt model là IMS355-1 này với mức giá là 1.830.000. 1.830.000 bao ship cho các bác toàn quốc, bảo hành 6 tháng. Đến nơi các bác cứ mở ra kiểm tra, test máy rồi thanh toán sau. Bác nào quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ em qua Zalo hoặc số điện thoại 0982051388 để hỗ trợ tư vấn cho mọi người chi tiết về sản phẩm, cũng như các bác có thể truy cập vào website của bên em dienmayvietnhat.vn. Cảm ơn các bác rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ test luôn xem hoạt động ra sao các bác nhé.